Tết mãi mòn cùng với bài xì kim hy mọi người. Vẫn như mỗi năm thì ngày 30 Tết thì mình sẽ dành một khoảng thời gian để đi lì xì tặng cô chú ở ngoài. Hiện tại thì mình đã về nhà ba mẹ rồi. Xong rồi tầm chiều tối 30 thì mình đi ráp lên. Còn bây giờ mình bắt đầu xách xe đi nè mọi người. Và mình chủ yếu đi vòng vòng mỗi quận á. Xong rồi mình thấy cô chú ở ngoài thì mình sẽ tấp vào lì xì cho cô chú nè. Mình cứ đi tặng ba lì xì đến khi nào hết thì nhưng mà cũng tranh thủ về trước 12 giờ để cúng giao thừa. Mỗi lần đi như vậy mình cảm thấy rất là vui luôn. Và mình cũng quay sơ sơ thôi, chủ yếu là lưu lại làm kỷ niệm á. Một phần cũng nhắc nhở bản thân là mỗi năm phải cố gắng chăm chỉ làm việc nhiều hơn để có nhiều phần quà ý nghĩa hơn nữa. Với lại mình cũng đi theo kiểu là chạy mỗi đoạn đường á mọi người. Thấy cô chú anh chị thì mình tấp vào luôn chứ không dừng hẳn một chỗ nha. Bởi vậy mình chạy từ quận này qua quận khác là vậy á. Nên cái thời gian đi cũng hơi lâu tí xíu nên mình phải đi sớm. Tại vì nếu mà đi trễ quá thì cô chú cũng đi ngủ hết trơn rồi. Như vậy lúc mình lại thì cũng đang làm phiền giấc ngủ. Và mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã xem và ủng hộ clip của mình trong một năm qua. Nhờ tất cả mọi người ủng hộ cũng như xem clip của mình mỗi ngày nên là mình cũng có nhiều job quảng cáo hơn, kiếm thêm được nguồn thu nhập nè, tự lo thêm cho bản thân tốt hơn, lo thêm cho gia đình nữa và san sẻ thêm cho mọi người ngoài kia. Và mừng xuân Quý Mão 2023 thì Bay Sea Games kính chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, chịu điều bất ngờ, ấm no hạnh phúc nha. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều.